Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Hiệp Ba Đạo xin tiếp theo trình bày phần Hóa Giáo Ba Tư là tiền thân của các đạo Thờ Bò. Hóa Giáo Ba Tư là tiền thân của các đạo Thờ Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh để có thêm những clip mới. Khi nghiên cứu tôn giáo Tây Phương, người ta sẽ nhận thấy có rất nhiều tôn giáo khác nhau nhưng đều thờ một vị Thiên Chúa duy nhất. Những tôn giáo này xuất hiện tại nhiều nơi khác nhau và trong đó những thời điểm khác nhau, có thể cách nhau nhiều thế kỷ. Nhưng những tôn giáo xuất hiện trước đều có những ảnh hưởng không nhiều thì ít đến giáo lý của những tôn giáo xuất hiện sau. Do đó, khi nghiên cứu về đạo Hồi chẳng hạn, chúng ta không thể bỏ qua ảnh hưởng của Do Thái giáo và Kitô giáo là những đạo Thiên Chúa đã có trước nó nhiều thế kỷ. Hóa Giáo Ba Tư cũng là một Thiên Chúa xuất hiện từ 1.000 năm trước Công Nguyên và bị Hồi giáo tiêu diệt vào thế kỷ thứ 10 sau Công Nguyên. Như vậy, Hóa Giáo đã có trước Kitô giáo cả ngàn năm và có thể đã xuất hiện trước hoặc cùng với Do Thái giáo. Qua 2.000 năm tồn tại, Hóa Giáo đã để lại nhiều dấu ấn trong quan trọng trong cả ba đạo Thiên Chúa là Do Thái, Kitô và Hồi. Vì Hóa Giáo đã bị suy tàn hơn 10 thế kỷ qua nên ít có ai quan tâm đến nó. Nhưng đối với các nhà nghiên cứu về tôn giáo thì Hóa Giáo vẫn có một chỗ đứng quan trọng trong lịch sử các đạo Thời Chúa. Việc tìm hiểu những điều sơ lược về Hóa Giáo Ba Tư thiết tượng cũng là một điều cần thiết và bổ ích để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các đạo Chúa hiện nay. Ảnh hưởng rõ rệt nhất của Hóa Giáo Ba Tư đối với các đạo Thời Chúa Do Thái, Kitô, Hồi là ý niệm về thiên thần. Tất cả các tên thiên thần quen thuộc như Mikae và ý niệm về các thiên thần hộ mạng đều là những sản phẩm của Hóa Giáo Ba Tư. Những ý niệm về thiên thần xuất hiện lần đầu tiên tại Ba Tư, nay là Iran, vào khoảng năm 1000 trước Công Nguyên, khi nước này phát triển một tôn giáo gọi là Zoroastrianism. Tôn giáo này mang tên của vị sáng lập là Zarathustra, phiên âm sang tiếng Hy Lạp là Zoroaster. Các học giả tôn giáo hiện nay tin rằng Zoroaster là một người có thật, sinh khoảng năm 1000 trước Công Nguyên hoặc sớm hơn và có thể cùng thời với Môi-se, tức khoảng 1250 trước Công Nguyên. Có một điều rõ rệt nhất là lịch sử Ba Tư đã xác nhận đạo Hóa Giáo đã từng là quốc giáo của nước này từ thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên đến thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên, tức ròng rã trong 13 thế kỷ. Vào cuối thế kỷ 7, nước Ba Tư bị quân Hồi giáo Ả Rập xâm chiếm và toàn dân bị cưỡng bách theo đạo Hồi. Người Trung Quốc gọi đạo Zoroastrianism là Hóa Giáo hoặc Thánh Hóa Giáo, vì trong đền thờ Zoroastrianism người ta chỉ đốt một ngọn lửa duy nhất đặt trên một cái khay ở bàn thờ để mọi tín đồ tập trung tư tưởng khi cầu nguyện Thượng Đế. Vì vậy, người ta gọi đền thờ của tôn giáo này là đền thờ lửa. Sự thật, Hóa Giáo không thờ lửa và cũng không thờ ai ngoài một Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Ngôn ngữ Ba Tư gọi Thiên Chúa duy nhất là Ahura Mazda, hoặc gọi là Đấng Toàn Năng. Khi giáo chủ Zoroaster giảng đạo thì cả nước Ba Tư lúc đó đang theo Đa Thần Giáo. Zoroaster giảng đạo rất hấp dẫn nên được đa số quần chúng tin theo. Nhưng khi Zoroaster yêu cầu họ chỉ thờ một Thiên Chúa duy nhất thì nhiều người lại cảm thấy e ngại vì họ không thể bỏ các vị thần của họ được. Dần dần các tín đồ Hóa Giáo biến các vị thần của Đa Thần Giáo thành các thiên thần. Họ mượn tiếng Hy Lạp Angelos, có nghĩa là kẻ được Thiên Chúa sai đến, để gọi các vị thần này. Về sau
Angulus được chuyển sang Anh ngữ thành Anger. Lâu dần, các thiên thần được hiểu là các thiên sứ được Thiên Chúa sai xuống thế gian để thực hiện một sứ mạng nào đó. Trong khi đó, các ác thần của đa thần giáo đều biến thành quỷ. Người Hóa giáo Ba Tư biến đổi các vị thần của đa thần giáo bằng cách thêm hai cách cho các vị thần mà họ mến chuộng như Vata, Vayu, Mitha, vân vân, và thêm đuôi cho các hung thần, thần hung ác. Những biến đổi này đều xảy ra khoảng thế kỷ thứ 10 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Hóa giáo biến thành quốc giáo của Ba Tư. Những ý niệm về thiên thần và ma quỷ đã trở thành những tín điều của tôn giáo này. Năm 597 trước công nguyên, Ba Tư chiếm xứ Judas, tức Do Thái. Và năm 539 trước công nguyên, Ba Tư chiếm toàn vùng Trung Đông, trong đó có Babylon, tức Iraq ngày nay. Sau nhiều thế kỷ, Ba Tư cai trị Trung Đông, trong đó có Do Thái và Babylon. Hóa giáo đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trên giáo lý của Do Thái giáo. Sau đó, qua trung gian của Do Thái giáo, những ảnh hưởng của Hóa giáo Ba Tư đã xâm nhập Kitô giáo và Hồi giáo. Ngày nay có rất nhiều điều chúng ta tưởng như những sản phẩm tự nhiên của Kitô giáo hoặc Hồi giáo, nhưng thực ra nó đã được sáng tạo bởi Hóa giáo từ 1.000 năm trước công nguyên. Trước đây, các sách trong bộ Kinh Thánh Cựu Ước thường được bán gán cho là của Mycen thuộc thế kỷ 13 trước công nguyên, nhưng theo các học giả chuyên về Thánh Kinh thì các giáo nghiệm khoa học xác nhận hầu hết các sách đó đều được viết trong khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 5 trước công nguyên. Do đó, Mycen không thể là tác giả, và chính nhân vật Mycen cũng không có thật. Những phép lạ của Mycen như biến cây thành con rắn và hóa phép cho biển đỏ rẽ ra để dân Do Thái đi qua an toàn, vân vân, chỉ là những chuyện thần thoại Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái, hoặc đã được sáng tác hoặc được viết lại dưới thời Do Thái bị Ba Tư đô hộ trong thế kỷ thứ 6, thứ 5 trước công nguyên. Tác giả Cựu Ước đã đem vào Kinh Thánh Do Thái những điều họ hấp thụ được từ Hóa giáo Ba Tư. Sách Sáng Thế Ký được viết trong thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, kể chuyện Adam và Eva bị thiên thần đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Sách Xuất Hành Exodus 3:2.4 kể chuyện thiên thần của Chúa hiện ra với Mycen trong ngọn lửa. Tất cả những sách của đạo Do Thái được viết trước thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Điều không nói gì đến thiên thần. Điều đó chứng tỏ từ lúc Nguyên Thủy lập đạo, người Do Thái không có một ý niệm nào về thiên thần cả. Họ đã vay mượn ý niệm về thiên thần từ Hóa giáo trong thời gian Do Thái lệ thuộc Ba Tư vào các thế kỷ thứ 6, thứ 5 trước công nguyên, và sau đó đã truyền lại cho hai tôn giáo hậu sinh là Kitô giáo và Hồi giáo. Ngoài những ý niệm về thiên thần và ma quỷ, Hóa giáo còn đem lại cho Do Thái giáo nhiều tư tưởng thần học và nhiều giáo lý liên quan đến ngày tận thế và cuộc sống đời sau. Quan điểm chủ yếu của Hóa giáo là trong vũ trụ này mọi thứ đều có lưỡng cực, đời sống tâm linh cũng có lưỡng cực, đó là thiện và ác. Con người được Thiên Chúa ban cho quyền tự do lựa chọn giữa thiên, giữa thiện và ác, nên con người phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Hóa giáo chủ trương không thờ ảnh tượng, vì Thiên Chúa là đấng thiêng liêng vô hình. Mọi sự tạc tượng hoặc vẽ hình của Ngài được coi như một sự nhục mạ Thiên Chúa. Các đạo Do Thái, Hồi giáo và Tin Lành đều chấp nhận quan niệm này của Hóa giáo. Riêng Công giáo, Anh giáo và Chính thống giáo vẫn thờ ảnh tượng, mặc dầu việc này bị các tôn giáo khác lên án nghiêm khắc. Nhiều học giả chuyên nghiên cứu về tôn giáo cho rằng Zoroaster là người đầu tiên đưa ra thuyết mạt thế. Theo Zoroaster, mọi vật trong vũ trụ cuối cùng sẽ bị hủy diệt thế gian, và loài người sẽ có ngày tận cùng, gọi là ngày tận thế. Trong ngày tận thế, Thiên Chúa sẽ xét xử công tội của tất cả mọi người
Do đó ngày tận thế còn được gọi là ngày phán xét cuối cùng. Để có thể tham dự phiên xử cuối cùng của Chúa thì mọi người chết đều được sống lại. Jorrette cho rằng khi chết thì thân xác của người bị phân hủy thành tro bụi, nhưng linh hồn chìm đắm trong cõi vô thức. Như trong lúc ngủ, đến ngày phán xét cuối cùng, Thiên Chúa sẽ sai thiên thần thổi kèn đánh thức linh hồn và xác kẻ chết sống lại hết. Tất cả mọi người đều tập trung ở một nơi để nghe Chúa phán xử. Sau khi được xét xử, kẻ thiện lành được lên thiên đàng và kẻ ác bị đày xuống hỏa ngục. Chính thuyết mạc thế đã đưa đến niềm tin vào thiên đàng và hỏa ngục. Theo các giáo sư chuyên nghiên cứu thánh kinh, Jacmer, Lewis, Evelyn, Dorothy, Olin, Oliver, tác giả cuốn Angel, Tuzes, thì các cách cựu ước của Do Thái được viết trong thế kỷ thứ 3 trước công nguyên đã chịu ảnh hưởng sâu đậm các học thuyết của Jorrette, nhất là Book of Daniel và Book of Enoch. Từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên xuất hiện một giáo phái mới của đạo Do Thái là giáo phái Essen, trụ sở đặt tại Quan Râm. Ở gần biển chết, tu sĩ của giáo phái này sống khổ hạnh, chuyên việc chữa bệnh miễn phí cho kẻ nghèo và đi khắp nơi trong nước Do Thái rao giảng về ngày tận thế. Một tu sĩ nổi tiếng của giáo phái này là John Bautista. Với đặc điểm là lúc nào cũng chỉ khoác trên người một tấm da cừu, rất nhiều người đến bờ sông Jordan để nghe John thuyết giảng và được ông làm phép rửa tội tập thể. Trong số đó có Jesus lúc đó vào khoảng năm 24 sau công nguyên. 3 năm sau, John Bautista bị vua Herod bắt giam rồi chém đầu. Đệ tử của John là Jesus đã thay thế sư phụ đi giảng đạo. Lúc đó vào khoảng năm 27 sau công nguyên. Sau đó cũng đúng 3 năm, Jesus bị đế quốc La Mã bắt và xử tử về tội âm mưu gây bạo loạn chống chính quyền. Thực ra John Bautista và Jesus đều không giảng thuyết điều gì khác với học thuyết của Jorrette. Chỉ thờ một Thiên Chúa duy nhất. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để đón ngày tận thế đang đến rất gần, gần như trong tầm tay. Xác loài người sẽ sống lại để được xét xử trong ngày phán xét cuối cùng. Nước trời sẽ đến với thế gian, nước cha trị đến. Những người lành sẽ được thiên đàng lên thiên đàng và kẻ ác phải xuống hỏa ngục. Jorrette đã rao giảng những điều này tại Ba Tư 1000 năm trước khi Giêsu sinh ra. Tới thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, đế quốc Ba Tư cai trị Do Thái và toàn vùng Trung Đông đã đem học thuyết của Jorrette đến với quần chúng nhân dân tại nước này. Học thuyết của Jorrette đã hòa nhập vào đạo Do Thái và trở nên một xương một thịt với đạo này. 600 năm sau, tức đến đời John Bautista và Jesus, người Do Thái không còn biết giáo lý nào là của Do Thái và giáo lý nào là của Ba Tư nữa. Các giáo sư James, Lewis và Evelyn Oliver chuyên nghiên cứu về tôn giáo đã viết Ba Tư chiếm Do Thái năm 597 trước công nguyên và cai trị nước này nhiều thế kỷ. Do hậu quả của nhiều thế kỷ Ba Tư cai trị Trung Đông nên người Do Thái đã chịu ảnh hưởng nhiều tư tưởng tôn giáo của Jorrette, đặc biệt là học thuyết của về sự đối kháng giữa thiện và ác, về thế giới lưỡng cực, trong đó có cuộc chiến đấu giữa các thiên thần và ma quỷ. Một trong những học thuyết của Jorrette có ảnh hưởng mạnh nhất đối với John Bautista và Jesus là học thuyết về ngày tận thế. Jesus cũng như John luôn luôn kêu gọi mọi người chuẩn bị đón ngày tận thế sắp đến. Ngày tận thế cũng là ngày nước Chúa trị đến. Những kẻ gian ác như đế quốc La Mã, bọn chính quyền bù nhìn Herod và bọn thầy tu đạo đức giả ở đền thánh Jerusalem sẽ bị Chúa trừng phạt. Cuộc sống thanh bình của toàn dân tự nhiên sẽ được thực hiện.
Nhưng thực tế đã xác nhận rằng những điều John Bautista và Giê-xu rao giảng về ngày tận thế đều sai. Cho nên sau khi Giê-xu chết, cả Giê-xu lẫn sư phụ đều bị gọi là các tiên tri giả về ngày tận thế. Cả Giê-xu và đồng đạo Do Thái của ông ta đã vâng theo luật 10 điều răn và các lời của những tiên tri thuở xưa một cách máy móc, mà không hề tự hỏi tại sao. Họ đã tuân theo các lễ đạo một cách mù quáng và máy móc, vì họ không sử dụng đến tri thức của họ. Đó là nhận xét của giáo sư Humphrey Carpenter trong tác phẩm Giê-xu. Truyền thuyết Ba Tư kể rằng một hôm Charlotte leo lên núi cao thì gặp Thiên Chúa hiện ra trong tiếng sét và tia chớp. Chúa trao cho ông một bộ sách luật tiếng Ba Tư gọi là Gen Ovesta. Tên Charlotte của ông là một tên phép Joro có nghĩa là con, và Aster có nghĩa là vì sao. Vậy Charlotte có nghĩa là con của một vì sao. Nhiều người cho rằng Cựu Ước Do Thái được viết sau thế kỷ thứ 6 trước công nguyên đã mô phỏng truyền thuyết về Charlotte, chẳng hạn như Mai Sen leo lên núi Sinai được Chúa hiện ra trong bụi gai có lửa cháy và Chúa trao cho Mai Sen bộ sách luật tiếng Do Thái gọi là Torah. Chúng ta đã biết Hòa giáo là quốc giáo của Ba Tư trong 13 thế kỷ, từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 7 sau công nguyên. Đế quốc Ba Tư thống trị Trung Đông từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 4 trước công nguyên. Sau đó, từ năm 224 đến 634 sau công nguyên, đế quốc Ba Tư mang tên Sasanias lại thống trị Trung Đông một lần nữa. Điều đó cho thấy Ba Tư đã gieo rắc học thuyết của Charlotte cùng khắp các nước Ả Rập qua nhiều thế kỷ. Do đó hầu như đại đa số dân Ả Rập đều tin đó có Thiên Chúa, Thiên Đàng, Hỏa Ngục, Thiên Thần, và nhất là tin có ngày tận thế, ngày phán xét cuối cùng, mọi người chết sẽ sống lại, vân vân. Ảnh hưởng của Hòa giáo hết sức lớn lao đối với các đạo Chúa, Do Thái, Kitô, Hồi, vì chính họ đã tạo nên những điểm tương đồng đặc thù của các đạo này. Vấn đề được đặt ra, ai là người đầu tiên lập ra đạo Thiên Chúa, tức Độc Thần giáo? Truyền thuyết Do Thái tin rằng Abraham là người đầu tiên lập ra đạo Thiên Chúa, chỉ nhờ một Thiên Chúa. Người quan trọng thứ hai là Mai Sen. Với bộ kinh thánh Torah, sách luật, ngày nay theo kết quả nghiên cứu của các nhà khảo cổ, thì cả Abraham lẫn Mai Sen đều là những nhân vật thần thoại. Vậy chỉ có Charlotte có thể tin được, là người đã sáng lập đạo Thiên Chúa từ thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, vì ông ta là người có thật đã rao giảng tại Ba Tư về một Thiên Chúa duy nhất. Đó là yếu tố quan trọng nhất của Độc Thần giáo. Theo truyền thuyết Ba Tư thì Charlotte bắt đầu đi giảng đạo vào năm 30 tuổi. Một ngàn năm sau, Giê-xu cũng bắt đầu giảng đạo ở tuổi 30. Năm 42 tuổi, Charlotte thuyết phục vua Ba Tư là Vitthasaba theo Hỏa giáo. Nhờ đó Hỏa giáo đã được truyền bá khắp nước. Ông có vợ và nhiều con. Năm 77 tuổi, ông bị một đạo sĩ thuộc cấp giết chết. Các đạo sĩ của Hỏa giáo được gọi Magot, số nhiều của Magi, thường là những người trí thức ham chuộng khoa học, chắc là thiên văn học. Họ làm công việc thờ phượng nhưng không phải là những tu sĩ, vì họ đều có gia đình. Họ thường lấy vợ và người của họ hàng, người vợ là có họ hàng rất gần. Các tín đồ Hỏa giáo tránh việc chôn người chết ở dưới đất hoặc thiêu xác người chết trên đống củi. Phương thức được Hỏa giáo ưa chuộng nhất là điểu tán bằng cách đưa xác người chết lên tháp cao, gọi là tháp yên lặng, để cho các ác điểu như quạ, diều hâu, kênh kênh đến rỉa thịt người chết. Các đạo sĩ Hỏa giáo Ba Tư nổi tiếng là những người thông thái, nên người Do Thái thường gọi họ là những người thông thái đến từ phương Đông. Vào năm Giê-xu sinh ra đời, có hiện tượng ba ngôi sao Mars, Saturn, Jupiter
cùng nằm trên một đường thẳng với trái đất. Do đó, khi nhìn lên trời với mắt thường, người ta thường thấy ba ngôi sao tụ hội tụ thành một ngôi sao lớn nhất. Mọi người do đó là sao lạ. Cũng trong lúc đó, tại Do Thái có ba đạo sĩ Hỏa giáo Ba Tư thấy hiện tượng sao lạ, đã ra những nơi trống trại để quan sát nghiên cứu. Matthew và Luca chụp lấy chuyện này cho vào sách Tân Ước để thêm mắm, thêm muối, với dụng ý biến sự ra đời của Giê-xu thành một biến cố Giáng sinh thần thánh. Thế là hiện tượng ba ngôi sao hội tụ trở thành ngôi sao dẫn đường, và ba đạo sĩ Ba Tư biến thành ba vua phương Đông đến kính thờ lại Chúa Hài Đồng. Ngày nay trong các hang đá Noel không bao giờ thiếu hình ảnh của ba vua phương Đông. Sự thật đó là ba đạo sĩ Hỏa giáo Ba Tư lo việc nghiên cứu thiên văn nhằm vào lúc Giê-xu ra đời mà thôi. Hỏa giáo Ba Tư có những nghi lễ đơn giản và ít có những điều huyền thoại nhảm nhí so với những nghi lễ của Công giáo La Mã, vì họ không có những cái gọi là phép bí tích. Trước hết, Hỏa giáo cũng như Do Thái giáo và Hồi giáo hoặc Tin Lành không thờ ảnh tượng, nên đền thờ của họ gần như trống trơn. Chỉ có một bàn thờ duy nhất, trên đó có hai cái khay. Một cái khay có chân cao để bày bốn thứ: một, trái cây tượng trưng cho các loài thảo mộc; hai, rượu nho tượng trưng cho con người; ba, sữa loài vật tượng trưng cho mọi loài vật; bốn, nước tượng trưng cho các đại dương. Một cái khay có chân thấp dùng để đốt một bó củi nhỏ và ít gỗ trầm hương. Đối với Hội giáo, ngọn lửa tượng trưng cho Thiên Chúa, nguồn gốc của sự sống và sự sáng. Vào cuối thế kỷ thứ 7, Hồi giáo Ả Rập chiếm Ba Tư và mọi người dân xứ này bị buộc phải bỏ đạo Hỏa giáo để theo Hồi giáo. Nhiều tín đồ Hỏa giáo phải giữ đạo trong bí mật đến thế kỷ thứ 9 và 10. Chính quyền Hồi giáo truy nã gắt gao những người Hỏa giáo còn sót lại, để khiến cho các tín đồ Hỏa giáo trung kiên phải bỏ chạy ra nước ngoài. Nhiều người thuộc giáo phái khác, thuộc giáo phái Mani Chít Niêm của Hỏa giáo trốn sang Trung Quốc và gây nhiều ảnh hưởng quan trọng tại nước này. Từ thế kỷ thứ 9, người Trung Quốc đã biết đến tôn giáo của Ba Tư và gọi tôn giáo này là Hỏa giáo hoặc Thánh Hỏa giáo. Một số người Ba Tư thuộc giáo phái Mi Thai trốn sang Âu Châu, còn lại số đông chạy sang Ấn Độ. Mặc dù bị Hồi giáo đàn áp qua nhiều thế kỷ, hiện nay tại Ba Tư, tức Iran, vẫn còn khoảng 200.000 tín đồ Hỏa giáo, con cháu của những người Ba Tư tị nạn tôn giáo cách đây hơn 1.000 năm vẫn còn tồn tại ở Ấn Độ, khoảng 150.000 người. Người Ấn Độ gọi họ là người Basi, do đọc trại tên chữ nước Persia Ba Tư mà ra. Hồi giáo Ba Tư coi như đã bị xóa tên khỏi danh sách các tôn giáo trên thế giới hiện nay, nhưng rất nhiều giáo lý quan trọng của Hồi giáo Ba Tư như chỉ tôn thờ một thiên chúa, tin cớ, thiên thần và ma quỷ, thiên đàng và hỏa ngục. Ngày tận thế, mọi người chết sẽ sống lại để hiện diện trong ngày phán xét cuối cùng. Tất cả điều đó hòa nhập vào cốt tủy của đạo Do Thái. Rồi từ đạo Do Thái, các đạo hậu sinh như Kitô giáo, Công giáo Tin Lành, Anh giáo, Chính thống và Hồi giáo đã sao chép lại những giáo lý đó mà họ đã tưởng là của các tiên tri Do Thái. Nhưng họ không hề biết rằng các tác giả của những giáo lý đó là một người Ba Tư tên Zoroaster. Các tiên tri Do Thái chỉ là những đứa học trò đã học những bài học giáo lý của Zoroaster trong những thế kỷ Do Thái bị Ba Tư đô hộ. Từ thế kỷ thứ 6 đến thứ 4 trước Công nguyên, những giáo lý của Hỏa giáo Ba Tư đã tạo nên những yếu tố đồng nhất tiêu biểu cho tất cả các đạo thời Chúa hiện nay. Nói cách khác, Hỏa giáo Ba Tư vẫn hiện diện và mãi mãi tồn tại trong linh hồn của các đạo thời Chúa. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có được những clip mới. Xin tri ân các bạn.